chương 11 Đệ thập tiết vô tình cười chế nhạo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vì Vì sao Rất lâu, thần hy mới gặp gần phun ra mấy chữ Có lẽ, chỉ là gặp dịp thì chơi Có lẽ, là nàng làm sai cái gì nhà hắn không vui Trong phim truyền hình đô chỉ như vậy diễn Hay hoặc là, hắn có cần mà chính mình quá mức trúc trắc, không thể để cho hắn đạt được thỏa mãn hoặc là hắn sinh khí chính mình từng cự tuyệt hắn một loạt ý nghĩ tự thần hy trong đầu hiện lên đối nhất định là như vậy hắn như vậy yêu tỷ tỷ sao có thể phản bội nàng đâu thần hy mạc rơi nước mắt thước ta thật đói đi cho ta nấu bát mì có được không nam cung thước cười như nhau nàng quen thuộc dịu dàng tươi cười hảo thần hy gật đầu. Nước mắt theo gật đầu động tác rơi. Nàng bò dậy, rất nhanh hướng dưới lầu chạy đi, nàng cho rằng chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, nam cung thước liền hội giống như trước yêu như nhau tỷ tỷ. Thế nhưng, tất cả đây chẳng qua là đơn thuần nàng nhất xương tình nguyện hy vọng. Sự thực sẽ không thay đổi. Thần hy chạy khách qua đường sảnh, không đếm sỉ cùng người hầu các kinh ngạc, cười chế nhạo ánh mắt, nàng chỉ nghĩ nhanh một chút đem mì nấu xong bởi vì nam cung thước nói đói bụng. Nàng phải giúp trợ tỷ tỷ chiếu cố nàng, càng muốn canh giữ của nàng tình yêu. Dương gia chị em, mặc dù tự tiểu gia đình điều kiện ưu việt, lại đô rất tự lập. Học nghiệp thông thả thời gian bọn họ hội chính mình chiếu cố cuộc sống của mình. Tuy nói xưng bất thượng thủ nghệ kỹ càng, nhưng cũng thượng được mặt bàn. Ở phòng bếp lý, thần hy rất nhanh nấu được rồi mặt thần hy cẩn thận từng ly từng tí bưng trên mặt lâu cho dù xa liền nghe thấy bọn họ trêu đùa thanh thần hy nhẫn bắt tay vào làm cánh tay run rẩy nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng trong phòng ngủ nữ tử ngồi ở nam cung thước trong lòng hoàng cổ của hắn tựa ở trên vai của hắn tư thái bách mị thiên kiều a à, thế nào chỉ có một bát mì nữ tử bất mãn gắt giọng thước nhân gia thật đói nữ tử ôm nam cung thước cổ ủy khuất làm nũng. Ngươi là ngu ngốc sao? Nam cung thước lạnh giọng rất đến. Chỉ có một bát mì, có hai người, ngươi muốn cho ai ăn? Ta. Thần Hy muốn giải thích, thế nhưng môi run rẩy, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Đây là cái gì thế đạo, chẳng lẽ hắn trật đường ray, còn muốn nàng này thê tử, vì hắn và hắn ngoại tình chuẩn bị thức ăn để cho bọn họ càng có khí lực phản bội nàng sao? Được rồi, chân tay vụng về, chúng ta không muốn lý nàng. Ta đến uy ngươi. Nam cung thước kéo nữ tử đi qua một bên. Nhìn bọn họ ngồi cùng một chỗ chia sẻ nàng chuẩn bị mặt, thần hy không biết nên khóc hay nên cười. Đây chính là tỷ tỷ yêu thương sâu sắc nam nhân. Tỷ tỷ, nhĩ hảo ngốc. Đây là cái gì a, à, khó ăn tử. Nữ tử đô miệng đúng vậy khó ăn tử nam cung thước nói cầm chén ném ra nóng hổi nước nóng rửa mặt cứ như vậy chiếu vào thần hy trên chân a à. thần hy hét lên một tiếng ngồi dưới đất nhìn trong nháy mắt nổi lên sưng đỏ chân thần hy trong mắt toát ra nước mắt lưng tròng nhìn thần hy tràn đầy vệt nước mắt mặt nam cung thước trong lòng một trận đau hiểu hiểu bất nàng không phải hiểu hiểu nàng là hại chết hiểu hiểu giấu dến tất cả hung thủ. Lập tức mà đến phủ định đánh lui nhu tình của hắn. Quên đi, chúng ta không để ý tới nàng, ta mang ngươi ra ăn, khao khao ngươi. Nam cung thức nắm bắt nữ tử chấp mũi. Thước, nhĩ hảo hoại, quần áo của ta đều bị ngươi xé rách lạp. Nữ tử hờn dỗi. Trong tủ treo quần áo quần áo tùy tiện chọn. Nam cung thức sủng địch cười. Thật vậy chăng? Ánh mắt của cô gái phát sáng sau đó cười híp mắt chạy đến tủ quần áo biên nhìn bên trong kia từng món một hạn chế hàng hiệu lấy lấy này lại nhìn nhìn cái kia mỗi một kiện nàng cũng rất thích nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn nam cung thước nam cung thước thần sắc một ám hắn ghét lòng tham nữ nhân những thứ ấy đô là của hiểu hiểu đông tây nàng người như vậy căn bản không tư cách đi bính nhìn ra nam cung thước không vui nữ tử rất thức thời cầm lên trong góc nhất kiện phổ thông màu trắng quần áo, lưu luyến liếc mắt nhìn bên trong quần áo. Không có quan hệ, mặc tố nhã, ngươi không thể vì tiểu thất đại. Đại gia, xem qua văn văn nhớ đề cử, cất giữ. Thuận tiện nhắn lại nói cho Diệp tử một tiếng Nga. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 12 Đệ thập nhất tiết đau lòng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thần hy cứ như vậy ngồi dưới đất nhìn nam cung thước lãm mặt tố nhã ly khai theo thình thịch tiếng đóng cửa vang lên nước mắt ngã nhào ra tân hôn bắt đầu nàng liền biến thành toàn bộ thần hiểu hiên truyện cười tất cả mọi người biết bọn họ thiếu phu nhân không được sủng tân hôn ngày hôm sau bọn họ thiếu gia liền mang theo tình nhân về ở bọn họ phòng tân hôn mây mưa thất thường tròn một buổi chiều trẻ tuổi nữ giúp việc nhẹ nhàng đẩy tới cửa phòng, nhìn nhếch nhác ngồi dưới đất thần hy, mũi nổi lên một trận chua chát. Thiếu phu nhân, ngươi có khỏe không? Nữ giúp việc lo lắng hỏi. Thần hy chậm rãi nâng lên lệ tích loan lỗ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta! Ta không sao! Thần hy lắc lắc đầu. Nữ giúp việc nhìn thần hy sưng đỏ mu bàn chân, hơi nhíu mày, thiếu gia tại sao có thể như vậy, thực sự là rất quá đáng thiếu phu nhân ngài chờ một chút, ta đi gọi quản gia lệ giúp. Vắng vẻ trong phòng ngủ lại một lần nữa chỉ còn lại có thần hy một người. Đem mặt chôn ở khuỷu tay lý, thần hy cũng nhịn không được nữa, ô ô khóc thành tiếng âm. Tỷ tỷ, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Thần hy vai run run. Tại sao có như vậy, hắn như vậy yêu tỷ tỷ, vì sao nhất tịch chi gian toàn đều thay đổi? Chẳng lẽ trước tất cả đều là ảo giác sao? trong phòng ngủ, thần hy ngồi ở trên sofa, nhìn quản gia một chút giúp nàng thoa thuốc, nhìn trước mặt vị này đã trường ra chỉ bạc phụ nhân, thần hy đột nhiên hảo nghĩ xa ở London cha mẹ. Quản gia, ta có phải làm sai hay không cái gì thước mới như vậy? Thần hy mang theo khóc nức nở. Thiếu phu nhân, có lẽ ngươi không có làm sai cái gì, thế nhưng sinh ra ở xã hội thượng lưu, chuyện như vậy sớm nên là nhìn quen lắm rồi. Có đôi khi, còn là không muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó bí mật hảo. Nhìn trước mắt đáng thương nữ hài, nàng đột nhiên tâm sinh thương tiếc. Thế nhưng đáng thương về đáng thương, chủ nhân gia sự còn không phải là hạ nhân có thể hỏi đến. Thiếu phu nhân nghỉ ngơi thật tốt đi. Bữa tối ta sẽ gọi người cho ngươi đưa lên đến. Quản gia lui ra ngoài. Trong phòng ngủ lại lần nữa chỉ còn lại có thần hy một người, ở đây còn là một mảnh vui mừng màu đỏ. Màu đỏ chữ hỷ, đỏ thẫm ga giường, chăn. Mất tinh thần vị. Nam cung thước và nữ tử ở trên giường giao truyền bộ dáng ở trong đầu của nàng thoáng hiện. Thần hy nhẫn trên chân đau đớn, khập khiển đem ga giường kéo xuống. Thành thạo từ tủ quần áo lý lấy ra một sàn màu trắng gạo trên giường. Màu trắng, thần hiểu thích màu. Những từng đợt bức trước đau đớn, đem ga giường phô hảo, nhìn trên mặt đất ga giường, thần hy nhẫn trong lòng buồn nôn đem nó ném tiếng trong máy giặt quần áo trong không khí hình như như trước bay mất tinh thần vị thần hy ngừng thở từng bước một na đến trước cửa sổ giật lại cửa sổ gió đêm hỗn loạn cỏ xanh hương thơm quán nhập trong phòng ngủ thổi tán làm người ta buồn nôn vị nhưng không cách nào phất đi thần hy trong lòng đau trong vườn hoa truyền đến từng đợt côn trùng kêu vang thần hy ngồi ở trên sàn nhà vẫn là ôm đầu gối co rúng lại ở trong góc từ khi tràn tai nạn xe cộ sau này đã thành của nàng thói quen động tác rảnh rỗi thời gian nàng thích cực như vậy ngồi bởi vì như vậy nàng cảm thấy rất an toàn ngoài cửa sổ là một mảnh màu sắc cầu vồng trong phòng là một mảnh ấm áp màu da cam thế nhưng màu da cam sắc ánh đèn lại cấp không được nàng bất luận cái gì cảm giác ấm áp nàng rất sợ hãi thế nhưng bây giờ cho dù nàng đang sợ cũng không có ai an ủi nàng không có ấm áp ôm ấp không có có thể dựa vào vai. Bành trạch, ngươi đang làm cái gì? Ta rất nhớ ngươi. Thần hy nỉ non, mở tay ra tâm, nhìn kia mai chiếc nhẫn đính hôn, nước mắt ngã nhào xuống. Ô ô ô, Diệp tử bị mọi người vứt bỏ sao, thế nào không ai ủng hộ Diệp tử đâu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 13 Thứ 12 tiết đêm không về ngủ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một đêm không ngủ, thế nhưng thần hy lại không có một điểm mệt mỏi rã rời cảm giác, có lẽ là đã quen rồi đi. Từ 8 tháng kia một hồi tai nạn xe cộ hậu, nàng liền sợ hãi đi vào giấc ngủ, nàng sợ hãi nghe thấy chói tai xăm lốp xe cùng mặt đất tiếng va chạm, sợ hãi kia kinh hoàng thét chói tai hòa khóc. Sợ hãi cái loại đó xe thể cùng cuộn xuống lung lay cảm giác. Từ tủ quần áo lý lấy ra y phục của mình, mặc lên người, nàng vui mừng mặt tố nhã lấy đi là y phục của nàng vài thứ kia đô là của thần hiểu người khác không có tư cách bính nàng cũng sẽ không đi động những trên chân đau đớn thần hy một chút từ thang lầu giang đi xuống đến nhìn người hầu cắt chính vây cùng một chỗ thì thầm nàng có thể đoán ra bọn họ đang nghị luận cái gì thế nhưng nàng lười đi để ý tới đây là sự thực nàng là một vị không được sủng thiếu phu nhân đêm tân hôn liền bị vứt bỏ Ngày hôm sau Tân Lan mang theo tình địch tiến dần từng bước, sau đó trắng đêm không về, nàng chỉ sợ là từ trước tới nay buồn cười nhất, cũng đáng thương nhất Tân Nương. Theo thần Hy đi vào phòng khách, nữ giúp việc các tiếng nghị luận dừng lại. Vô ý xoay người lại thấy nữ giúp việc hình như hướng sau lưng cất giấu thứ gì. Là cái gì? Thần Hy đi tới nữ dùng bên người, chỉ là hiếu kỳ dò hỏi. Thế nhưng nữ giúp việc khẩn trương lại khiến cho của nàng hứng thú không có gì thiếu phu nhân nữ giúp việc lắc đầu cho ta thần hy thanh âm rất nhẹ lại lộ ra kiên định cùng không cho phản đối khí thế nữ giúp việc run rẩy đi báo chí đưa tới thần hy trước mặt nhìn báo chí đầu đề kia vô hạn phóng đại hình ảnh hòa gai mắt màu đỏ tiêu đề thần hy đảo hít một hơi hào môn tân thê không bị sủng hình ảnh thượng là nam cung thước kéo một vóc người cao gầy nữ tử nàng nhìn ra được đây chính là hôm qua nàng xem thấy nữ tử, đẹp, quyến rũ giới ca hát thiên hậu. Thần hy mũi một trận chua chát. Tân hôn trăng mật, tân lan cùng bạn gái vào ở tiểu vi viên. Tiểu vi viên là đâu? Thần hy hỏi. Này! Nữ giúp việc cúi đầu, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói đó là thiếu gia chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng tình nhân địa phương sao? Thiên, kia còn không bằng giết nàng các ngươi đi bận đi quản gia đi tới là nữ ủng như trút được gánh nặng xoay người chạy đi thiếu phu nhân bữa sáng đã vì ngài chuẩn bị xong bên này xin mời quản gia làm ra thỉnh thủ thế ngữ khí cung kính nhưng cũng không cho trí phủ thần hy còn muốn hỏi những thứ gì lại cuối không có phát ra âm thanh ở này một hoàn toàn địa phương xa lạ nàng biết mình không có dựa vào buông báo chí nàng theo quản gia đi vào phòng ăn. Cho dù không nói nàng cũng đoán được, đó là hắn kim ốc tàn kiều địa phương. Nàng tại sao có thể làm như vậy? Tỷ tỷ yêu hắn như vậy, thế nhưng hắn lại như vậy tàn nhẫn phản bội. Hắn không có yêu quá tỷ tỷ sao? Khi thì tại sao sẽ lấy nàng? Ngày xưa dịu dàng như trước ở, nàng vẫn như cũ không nhớ, nam cung thức ôm nàng là như vậy dịu dàng an ủi, vẫn như cũ nhớ hắn tràn đầy nhu tình trong mắt, càng nhớ hắn đủ kiểu sủng ái hòa che chở. Ngồi ở trong phòng ăn, ăn bữa sáng, lại giống như tước sáp. Các loại vấn đề hòa hồi ức dảo được đầu của nàng ông ông tác vang. Những thứ ấy màu đỏ tự thể càng là xác thực đau nhói ánh mắt của nàng. Bất, nàng không muốn sự tình cứ như vậy hắn phát triển xuống. Nhẹ nhàng hôn trên tay nhẫn, tỷ tỷ đừng sợ, hi hi giúp ngươi lộng cái minh bạch, hi hi hội canh giữ hạnh phúc của ngươi. Đại gia, canh hai sớm canh tân, lập tức đưa lên, Diệp tử muốn đi ra ngoài một chút. Hi hi. Thích văn văn hòa thích Diệp tử thân môn nhớ ủng hộ Diệp tử Nga. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 14 Thứ 13 Tiết Lễ tang. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hôm lễ một tuần sau, là thật chính, thần hiểu, lễ tang. Ngày này, khí trời rất âm trầm. Hình như cũng và thần hy tâm tình bình thường. Thần hy mặc một thân màu đen quần áo, từ thang lầu giang xuống. Đen nhánh tóc tự nhiên buông xuống trên vai thượng, màu đen quần, đem thần hy vốn là chân thon dài phụ trợ được càng thêm thon dài. Mà thu eo màu đen mặc áo càng là đem thần hy hoàng mỹ vóc người, vẻ bề ngoài vô cùng nhường nhuyễn. Nam cung thức trạm ở trong phòng khách, nhìn từng bước một đi xuống tới thần hy. Cái dạng này, như nhau năm đó hắn và thần hiểu ở Pháp gặp nhau lúc bộ dáng, đồng dạng cũng là tham gia lễ tang. Thần hiểu. Nam cung thước trong lòng cả kinh, lập tức, mắt của hắn con ngươi lại nhìn nhìn trong ngực nàng hủ cho cốt. Dùng sức lắc lắc đầu. Nam cung thước ngươi cho ta tỉnh táo một điểm. Nàng không phải hiểu hiểu, nàng là hại chết hiểu hiểu hung thủ. Thước thần hy nhẹ nhàng kêu một tiếng kỳ thực nàng rất muốn nói cảm ơn hắn có thể trở về đến nếu như hắn không có xuất hiện nàng thực sự không biết phải như thế nào cất bước thần hiểu đi thôi nam cung thước lãnh đạm nói vốn có nàng là của thần hiểu muội muội nàng nên cho nàng quan tâm thế nhưng nhưng cũng là muội muội này ở hại chết tỷ tỷ sau lại không tiếc đại giới chỉnh dung để trốn tránh trách nhiệm hiểu hiểu ngươi thiện lương như vậy vì sao lại có như vậy muội muội ban thiếu phu nhân cầm nam cung thước đối bên cạnh dùng mạng người lệnh đạo không muốn thần hy vội vàng cự tuyệt ta xin lỗi ta chỉ là muốn tự mình tống di muội muội cuối cùng đoạn đường thần hy cúi đầu tùy tiện đi nam cung thước đem mặt viết qua một bên hắn không dám đối mặt gương mặt này bởi vì đó là cùng hắn hiểu hiểu mặt giống nhau như đúc. Nhìn nàng khóc bộ dáng, hắn này sợ hãi chính mình hội nhịn không được đem nàng ủng tiếng trong lòng. Bầu trời bay nhẹ nhẹ mưa nhỏ. Màu đen xe ở nghĩa trang biên dừng lại đến. Đây là nam cung thức hoa giá cao mua đến, vừa nặng kim trang tu. Đứng ở chỗ này, còn có thể nghe thấy hải thanh âm. Có thể nghe thấy được mặn tư tư gió biển vị. Tỷ tỷ, ngươi nghe thấy được sao? đây là hải thanh âm. Ngươi vẫn thích biển rộng đi sau này ngươi là có thể mỗi ngày đô nghe thấy sóng biển phát đá ngầm thanh âm. Chậm rãi đem hũ cho cốt bỏ vào, nhìn một chút bị áp mai hũ cho cốt, thần hy nước mắt cũng chịu không nổi nữa ngã nhào, rụng trên mặt đất, phát ra lạch cạch tiếng vang hậu, hòa nhập vào nước mưa trung, lại cũng tìm không được dấu vết. Tỷ tỷ, Thần hy ở trong lòng như vậy kêu lên. Đây là thước tự mình cho ngươi chọn nghĩa trang, ngươi thích không? thần hy nhẹ vỗ về mộ bia. Cái kia có khắc tên của hắn, tương hình của nàng mộ bia. Ngươi nhất định sẽ thích. Đúng hay không? Thước, nàng với ta rất tốt, tỷ tỷ không muốn lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo mà chiếu cố hắn. Nam cung thước trạm thần hy phía sau, nhìn trước mặt mộ bia, tay dần dần quyền khởi, thanh khách tiếng vang bị chìm ngập ở ào ào tiếng mưa trung, nước mưa theo đầu của nàng đỉnh trượt xuống, mới là hắn cảm giác được rõ ràng trên mặt nóng rực. Hắn khóc. Hiểu hiểu, ta yêu ngươi. Nam cung thước ở trong lòng nỉ non. Nam cung thước đi từ từ tiến lên. Nhìn trước mắt mộ bia, hắn cố nén hạ chính mình đi đụng vào của nàng xúc động. Hiểu hiểu, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ nhượng hại chết ngươi nhân trả giá thật nhiều. Ta hội báo thù cho ngươi. Nam cung thước ngoan tuyệt địa nhìn ở trong mưa khóc thần hy thần hy phía sau lưng một trận cứng còng, dường như cảm thấy kia đạo ngoan tuyệt ánh mắt. Thế nhưng quay mặt đi, thấy lại là một đôi chứa đầy nhu tình trong mắt. Chúng ta trở về đi. Nam cung thước đi lên phía trước nâng dậy thần hy, hai người đi từ từ ra nghĩa trang. Thân môn không nên quên bỏ phiếu, cất giữ Nga. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 15 Thứ 14 tiếp chỉ là lừa gạt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bữa tối vẫn nặng nề kiềm chế Thần Hy cúi đầu Như trước vô pháp từ trên lưng lý đi ra đến Được rồi Biệt khổ sở Ăn cơm đi Nam Cung Thước mềm giọng nói Thần Hy hơi ngẩng đầu lên đến Nhìn Nam Cung Thước dịu dàng trong mắt Có đem sao trong nháy mắt Nàng quyết định trước tất cả có phải hay không Đều là một hồi nhưng sợ ảo giác Là một giấc mộng Nhẹ nhàng tích cực gật đầu, do dự còn là gấp nam cung thức thích ăn nhất thái đặt ở hắn trong bát. Thước, cảm ơn ngươi. Thần Hy nhẹ giọng nói. Nhanh ăn đi. Nam cung thước dịu dàng cười. Thần Hy cúi đầu, nàng không dám nhìn tới mắt của hắn con ngươi. Đó là vốn nên thuộc về thần hiểu dịu dàng. Ngoài cửa sổ, mưa như trước rơi xuống, vù vù tiếng sấm trạm cửa sổ ong ong tác vang. Tròn một ngày cũng không có ngừng quá. Thần Hiểu lấy hết dũng khí từ trong phòng tắm đi ra đến, lại thấy Nam cung thước ở trong phòng ngủ vẻ mặt lo lắng bồi hồi. "Thế nào?" Thần Hi đi lên phía trước ôn nhu hỏi. "Hiểu hiểu, xin lỗi, ta." Nam cung thước muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Thần Hiểu chờ hắn bên dưới, "Ta đem ngươi đưa ta vòng cổ lộng ném, đó là ngươi tự mình thiết kế." "Ta." Nam cung thước vẻ mặt ấy nấy ngươi biết ở nơi nào ném sao thần hy hỏi hôm nay trường nghĩa trang ta chỉ đi hoa viên thay quần áo thời gian ta còn có thấy ta nghĩ có lẽ là ném ở trong vườn hoa đi ngươi ở nơi này chờ ta nói thần hy đã chạy ra ngoài trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ đó là thần hiểu thiết kế đó là nàng lưu cho nam cung thước vật duy nhất vô luận như thế nào nàng cũng phải tìm được nó nhìn biến mất ở cửa thân ảnh nam cung thức khóe miệng vung lên một mặt tươi cười theo trong túi quần lấy ra một lấp lánh phát sáng dây xích đây mới là thần hiểu đưa cho hắn dương thần hi ngươi liền chậm rãi tìm đi hắn khoan thai đi tới bên giường cầm lên điện thoại đứng ở cửa nhìn mưa to bình thường mưa rơi nhìn thỉnh thoảng phá vỡ bầu trời tia chớp thần hi hít sâu một hơi còn là vọt vào trong mưa trong nháy mắt mưa to đưa hắn nàng xối cái thông suốt nương ánh đèn nàng chạy vào hoa viên tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được. Thần Hy tự hồ là bảo đảm bình thường. Thế nhưng đứng ở hoa viên tiền, nàng lại có một chút há hốc mồm, hoa viên nhiều như vậy, nàng muốn đi đâu tìm. Đèn đường tia sáng căn bản vô pháp liên quan đến ở đây, nàng chỉ có thể quỳ trên mặt đất một tất tất lục lọi. Cứng cỏi lá cỏ hoa thương bàn tay của nàng, càng là cắt vỡ nàng trên chân bị phỏng từng đợt bức trước đau đớn tập kích hắn mỗi một giây thần kinh thế nhưng nàng lại bởi vì trong lòng một năm vẫn kiên trì máu hỗn hợp nước mưa đính vào trên lá cây lập tức lại bị mưa to rửa sạch được một điểm dấu vết cũng không lưu ngươi đang ở đâu mau ra đến a thần hy cấp chảy ra nước mắt một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời lập tức là trận đinh tai nhất óc tiếng vang a thần hy quỳ gối trong mưa chăm chú che tai tỷ tỷ, bành trạch, các ngươi ở đâu? Hi hi rất sợ. Thần hi ô ô khóc thành tiếng âm, trung lẫy bảy màu trắng thân ảnh ở trong mưa đêm có vẻ như vậy đáng thương. Cùng tứ phong loạn choạng cành cây phát ra ngây ngốc tiếng vang, ti chớp xẹt qua, giữ tận bóng cây rơi vào thần hi trước mặt, thần hi ô ô khóc, vẫn như cũ không quên ký trên mặt đất lục lọi, ngươi đang ở đâu, mau ra đến A. À? Nước mắt rơi ra đến, rơi ở trên tay, nóng quá, đau quá. CS. Hôm nay như thường lệ canh tân. Sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 16 Thứ 15 tiết đau nhói hình ảnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tam tiếng đồng hồ quá khứ, thế nhưng như trước không có tìm được vòng cổ bóng dáng, thần hy nhẫn trung thân thể, bất không thể chú ý biết lúc nào ném một cái dép ở trong mưa tìm kiếm, một tấc lục lọi, trên cỏ, thậm chí hoa chi hạ cũng không buông tha. Cho nên hậu quả là cánh tay của nàng bị hoa thứ hoa được tràn đầy vết thương. Thiếu. Thiếu phu nhân. Một cẩn thận từng ly từng tí thanh âm ở vang lên bên tai. a à. Thần hy kinh hô, mặc dù nữ giúp việc rất cẩn thận, thế nhưng như trước hạ thần hy một nhảy. Xin lỗi, thiếu phu nhân dọa đến ngươi. Nữ giúp việc ấy nấy nói thiếu gia nhượng ngài đi lên đâu? Nói không cần tìm. Không được, ta nhất định phải tìm được, này đối thước rất quan trọng. Thần Hy không quay đầu lại. Như trước trên mặt đất lục lọi. Ngươi đi về trước đi. Không cần phải xen vào ta. Thiếu phu nhân, hạ mưa lớn như thế, ngài còn là mau trở về đi thôi. Ngài tiếp tục như vậy là hội cảm mạo. Nữ giúp việc lo lắng nói. Ta không có quan hệ, ngươi trở về đi. Thần Hy thanh âm rất nhẹ, rất dịu dàng, cũng mang theo vẻ run rẩy. theo thanh âm của nàng Lý có thể nghe ra nàng có bao nhiêu lãnh. Thiếu phu nhân, vào đi thôi. Nữ giúp việc đi lên phía trước che khuất thần Hy đỉnh đầu mưa, thế nhưng cùng như trước nương sức gió chui vào dưới ô, lễ rửa tội thần Hy. Mặc dù đã sờ lần hơn nửa hoa viên, mặc dù đã toàn thân là thương, thế nhưng vẫn như cũ không có vứt bỏ quá hy vọng, chỉ là bởi vì đó là thần hiểu thiết kế, là thần hiểu và nam cung thước giữa duy nhất tràn buộc. A, à, thần hi kinh hô một tiếng. Thiếu phu nhân thế nào? Nữ giúp việc lo lắng hỏi. Ta tìm được. Tiểu trúc ta tìm được. Như là một đạt được đồ chơi đứa nhỏ thần hi vui vẻ kêu. Tiểu trúc sững sờ ở tại chỗ, nàng không ngờ thần hi hội nhớ tên của nàng ở đây, bởi vì tính cách hướng nội, một năm thậm chí còn thiếu gia cũng không được nhớ. Này trong nháy mắt, Tiểu Hân đối với thần hy đồng tình bắt đầu chuyên vì thích. Trạm ở trong phòng khách, Tiểu Trúc nhìn rất nhanh biến mất ở thang gác gian thân ảnh, mỗi một trận chua chát, hai nửa tiếng đồng hồ trước đây. Tiểu Trúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thần Hy không thể chờ đợi được chạy hướng phòng ngủ, cứ việc nàng cơ hồ đứng cũng không vững. Cửa phòng ngủ hé một khe hở, xuyên qua khe hở có thể thấy bên trong ấm áp ánh đèn thước ta tìm kèm theo môn mở rộng đập vào mi mắt chính là đầy đất vỡ tan quần áo mà kia màu đỏ ren áo lót càng là cho thần hy trọng trọng một kích bên giường trên thảm vén hai cổ quan thân thể trần truồng nữ tử rắn nước như nhau giao truyền nam cung thức thắt lưng nỗ lực phối hợp trần truồng phía sau lưng thượng hiện đầy mạng nhện như nhau trảo vết chăn trên giường ga giường lăn loạn thành một đoàn thần hy cười khổ Vừa ở đây nên hơn kịch liệt a, à, đây chính là chính mình ra tam tiếng đồng hồ đổi lấy sao. A, à, Thước, ngươi giỏi quá, nhanh một chút, mau nửa điểm. A, à, khó nghe thét chói tai hòa rên rỉ chấn động thần hy đại não. Tự hồ là không nhìn thấy thần hy, Nam cung Thước như trước chăm chú ôm lấy nữ tử. Nước mưa theo tóc chảy vào mắt. Thế nhưng Lưu sau khi đi ra xác thực nóng hổi, thần hy không biết đó là nước mưa, còn là nước mắt chỉ là lăng lăng đứng ở nơi đó, tùy ý ái muội thanh âm đau nhói nàng. Thần Hy không biết hắn là ai, chỉ biết là đây là một xa lạ khuôn mặt, ít nhất ở Nam Cung thước tình nhân bản danh sách lý chưa từng có. Hai canh kết thúc, thích văn văn thân môn không nên quên bỏ phiếu. Cất giữ Nga Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 17 Thứ 16 tiếc vui đùa một chút ngoạn mà thôi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ái muội thanh âm nhiều tiếng lọc vào tai thần hy nhẫn ngực bị đè nén đi từ từ tiếng phòng ngủ đem thần hiểu ảnh chụp khấu ở trên mặt bàn hình ảnh như vậy nàng không thể để cho tỷ tỷ thấy lão bà đại nhân ngươi đô không tỏ vẻ ngươi một chút để ý sao nam cung thước đứng dậy đi tới thần hy bên người thần hy xoay người sang chỗ khác nhìn hắn mồ hôi nhỏ giọt thân thể thần hy thống khổ mà đem mặt chuyển qua một bên. Khi mất tinh thần vị kích thích thần hy hơi thở. Mở mắt. Nam cung thức thô bạo chuyển quá thần hy mặt. Thế nào? Chịu không nổi lạp. Nam cung thước cười hỏi. Vì sao? Thần hy mở mắt ra hỏi. Thước, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Thần hy thanh âm mang theo một tia run rẩy Đến nay nàng vẫn như cũ không nhớ Thần Hiểu nói cho nàng Nam cung thước hướng nàng cầu hôn lúc cái kia cao hứng bộ dáng, vì sao tỷ tỷ như vậy yêu hắn, thế nhưng hắn nhưng cũng như trước như vậy không có gì lạ quái phản bội. Vì sao? Nam cung thước cười. Ta Nam cung thước làm việc, cho tới bây giờ cũng không có vì sao, ta nghĩ làm liền làm. Ngươi yêu quá Thần Hiểu sao? Thần Hi hỏi. Nam cung thước nhìn Thần Hi nàng không hỏi ngươi yêu quá ta sao? Mà là yêu thần hiểu sao? Dương thần hy, ngươi cũng biết ấy nấy sao? Thần hiểu đã bị ngươi hại chết, ngươi ấy nấy còn có dùng sao? Ta sẽ cho ngươi biết, cho dù sống cũng là một loại hành hạ, ta muốn cho ngươi vì thần hiểu tử trả giá thật nhiều. Ngươi có thể hay không quá buồn cười? Ngươi cảm thấy ta sẽ yêu ngươi sao? Nam cung thước cười đến cười chế nhạo. Ngươi đang nói khí nói, đúng không ngươi là yêu thần hiểu có phải hay không thần hi thanh âm run rẩy nước mắt theo chớp trong mắt chảy xuống thước thần hi nắm nam cung thước cánh tay ngươi là yêu thần hiểu đừng đụng ta nam cung thước dùng sức bỏ qua thần hi ta chê ngươi tạng thần hi ngã ngồi ở trên sàn nhà vết tạng thần hi cùng với không dám tin lỗ tai của mình nàng lại còn nói nàng tạng dương thần hiểu ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết ta chưa từng có yêu quá ngươi và ngươi cùng một chỗ ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi ai biết ngươi hội như thế nghiêm túc nam cung thước không đến nơi đến chốn nói vui đùa một chút nhi nàng nỉ non nước mắt lưu càng hung dương thần hi ngươi rất vì hiểu hiểu đau lòng đi nam cung thước chăm chú nắm nắm tay hiểu hiểu xin lỗi ta không nên nói như vậy thế nhưng chỉ có như vậy nàng mới có thể đau, ta sẽ không muốn ngươi bạch bạch hy sinh. Đối, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, dương thần hiểu, ngươi rốt cuộc là đơn thuần đâu. Còn là ngu xuẩn đâu. Nếu như ta yêu ngươi, tại sao có thể có tiểu vi viên tồn tại? Nam cung thước cười. Tiểu vi viên. Thần hy nỉ non. Đối, đó là hắn dưỡng tình nhân địa phương. Đúng vậy mình tại sao hội ngốc như thế đâu? Nếu quả thật có yêu, như thế nào hội phản bội đâu? Ngươi thông minh như vậy hẳn là không phải không biết nơi đó là làm gì đi. Thần Hy ngước mặt nhìn vẻ mặt tiếu ý nam cung thước, nguyên lai hắn vẫn đi ở phản bội tỷ tỷ, nguyên lai hắn vẫn luôn đang lừa gạt tỷ tỷ cảm tình. Chăm chú nắm nắm tay, thần Hy thực sự rất muốn đứng lên ném nam cung thước một bàn tay, hắn hảo muốn thay thế thay thần hiểu giáo huấn hắn, thế nhưng nàng lại không thể làm như vậy chăm chú cầm lấy sàn nhà thần hy mất công hô hấp không có quan hệ thần hiểu hắn nhất định nói là khí nói đừng tưởng rằng ngươi gả cho ta chính là ta càng đúng vậy thê tử chuyện của ta ngươi không có tư cách hỏi đến cho nên bảo vệ tốt ngươi bổn phận của mình thần hy chậm rãi bò dậy đi tới nam cung thước trước mặt mở tay ra tâm nga đây là cái gì Nam Cung Thước hỏi, Nga, ta đã quên nói cho ngươi biết, vòng cổ ở trong phòng tắm tìm được. Nam Cung Thước nói buông tay ra chỉ, màu bạc vòng cổ cứ như vậy nảy lên rơi xuống, treo ở Nam Cung Thước ngón tay thon dài thượng loạn choạng. Nguyên lai, nguyên lai tất cả đều là trù hoạch hảo. Nhìn trước mắt lung lay lắc lắc vòng cổ, thần hy thân thể về phía sau ngã xuống. Ô qua! Thật không có nhân tức giữ, bỏ phiếu, cũng không có ai nhắn lại bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 18 Thứ 17 tiết phát sốt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nam Cung Thước đứng ở một bên, nhìn trên giường thần hy, mu bàn chân, cẳng chân, lòng bàn tay, khắp nơi đều là vết cắt, phút chốc đem mặt biệt qua một bên. Gương mặt đó như vậy đau nhói tim của hắn, cứ việc từng lần một nói với mình đây không phải là hiểu hiểu, chỉ là gương mặt đó, kia vô tội. Ai oán ánh mắt, nhưng hắn không thể kiên định ý nghĩ của mình. Thước, tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra, xinh đẹp như vậy động lòng người tân nương thế nào bị ngươi cấp hành hạ thành cái dạng này. Mộ dung khải một bên cho thần hy băng bó vết thương vừa nói. Chuyên tâm làm tốt ngươi bản chức làm việc, khác ngươi đừng quản. Nam cung thước không vui nhíu mày. Lão bà của hắn hắn quan tâm cái gì? Ngươi có biết hay không, nàng trên chân bị phỏng đã lây. Mộ dung khải nghiêm túc khởi đến. Nàng hiện tại kéo dài sốt cao rất nguy hiểm, một khi khiến cho uống ván thần tiên đô cứu không được nàng. Nam cung thức tâm trầm xuống. Có như vậy khoa trương sao? Hắn không cho là đúng. Ngươi còn nói tiểu tử ngươi không có việc gì. Mộ dung khải đứng thẳng thân thể, ngươi có biết hay không, uống ván rất dễ người chết. Nàng là lão bà ngươi, ngươi cư nhiên một chút cũng không lo lắng. Tân hôn bắt đầu, không phải là nên như keo như sơn sao? Sao có thể làm thành như vậy? Ta đều nói không có việc gì. Nam cung thước không vui nhíu mày. Chỉ là một vết thương bị nhiễm thật sự có như vậy khoa trương sao? Nam cung thước bạch nhãn. Mộ dung khải bất đắc dĩ thở dài, này lãnh huyết gia hỏa. Vốn cho là ít nhất đối nhà mình lão bà hội không đồng nhất dạng, nguyên lai là tự mình nghĩ hơn. Bầu không khí có chút kiềm chế. Vết thương trên người hắn ở đâu ra? Mộ dung khải quan sát bạn tốt. Tiểu tử ngươi không phải là có cái gì ham mê là ta không biết đi. Mộ dung khải mở ra vui đùa, muốn giảm bớt bầu không khí. Ngươi cút cho ta. Nam cung thước đi lên đạp mộ dung khải một cước. Nàng là ở trong vườn hoa tìm vòng cổ, bị hoa chi vết cắt nam cung thước bình thản giải thích đến ngươi thế nào một chút cũng không khẩn trương nàng thế nhưng lão bà ngươi mộ dung khải không hiểu ta đương nhiên biết hắn là lão bà của ta cho nên ngươi không cần quan tâm nam cung thước bạch nhãn thầy thuốc cha mẹ tâm mộ dung khải cãi lại nói ta đây là quan tâm bệnh nhân nam cung thước như vậy không lưu tình chút nào vạch trần hắn là hắn cảm thấy thật mất mặt Vậy ngươi có hay không sổ quá, có bao nhiêu đẹp nữ bệnh nhân bị ngươi quan tâm đến trên giường? Một câu nói độc chiếm mộ dung thải vô pháp cãi lại, anh Tuấn mặt trong nháy mắt biến thành gan lợn sắc. Nhìn mình lời đáp dự liệu hiệu quả, nam cung thước đắc ý đem mặt chuyển qua một bên. Quên đi, ta lười quản ngươi các. Ta cho nàng khai một chút dược, làm cho nàng đúng hạn uống thuốc, tùy thời quan tâm của nàng nhiệt độ cơ thể, một khi xuất hiện nhiệt độ cơ thể cư cao không dưới nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Mộ dung khải dặn. Ta biết. Khải, cảm ơn ngươi. Nam cung thức cười khẽ. Muốn là thật cảm ơn ta, liền thiếu thiệt ta mấy lần. Mộ dung khải bạch nhãn. Vô ý, hắn lại quay mặt sang nhìn nhìn trên giường thần hy. Ngươi thật đúng là tiếp thu A, à. ta nói cảm ơn chỉ là đi cái hình thức, ngươi có thể không cần tưởng thật. Nam cung thước mộ dung khải chán nản tại sao có thể có người như vậy được rồi đi nhanh lên ngươi đi đi tùy tiện tìm cái mỹ nữ đến trên giường cho bọn hắn trị liệu đau lòng nam cung thước đem mộ dung khải đẩy ra ngoài lại dặn quản gia tiễn khách trong phòng ngủ chỉ còn lại có nam cung thước và mê man thần hy nam cung thước tựa ở trên vách tường nhìn trên giường bệnh suy yếu người trong lòng dạng ra một mạc chua chát canh hai đến thân môn thế nào cũng không bỏ phiếu ủng hộ Diệp Tử đâu. Đại gia nhớ muốn cất giữ, nhắn lại Nga. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 19 Thứ 18 Tiết Ác Mộng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngoài cửa sổ, tiếng sấm như trước, Nam Cung Thức cứ như vậy đứng ở bên giường, nhìn hai má đốt được đỏ bừng nữ hài, tim của hắn nổi lên một trận chua chát, nhìn trên mặt đất cái kia dây xích, Nam Cung Thước ngồi sổng xuống đem nó nhặt lên. Này dây xích, đã không biết ném bao lâu, lại còn có thể bị nàng tìm được, nhìn trên người nàng thương, Nam Cung Thước có thể tưởng tượng đến nàng ở trên cỏ một tất tất lục loại tình cảnh. Nhịn không được đưa tay ra sờ sờ cái trán của nàng. Thực sự nóng quá. Ngồi ở bên giường, Nam Cung Thước nhìn trước mắt người, nhìn gương mặt nàng, mũi, miệng hòa lông mày nhịn không được nhẹ dưới thân đi bành trạch ở nam cung thước cơ hồ sắp va chạm vào môi của nàng thời gian thần hy phun ra tên này ầm uhm. nam cung thước đầu chấn được ông ông tác vang hắn bỗng nhiên chống đỡ đứng dậy thể nam cung thước ngươi điên rồi đây không phải là thần hiểu bành trạch xin lỗi xin lỗi thần hy nỉ non nước mắt theo hai má chảy xuống xin lỗi Nam Cung thước ngón tay dần dần khúc khởi. Tỷ. Tỷ tỷ. Bất phải ly khai ta. Không muốn. Thần hy thân thể cũng được một đoàn, tiểu kiết chặt cầm lấy chăn. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu cứu chúng ta. Thần hy khóc, như là vây ở một nhưng sợ cảnh trong mơ lý vô pháp đi ra. Bành trạch, đừng đi, đừng đi. Nam cung thước bỗng nhiên nâng tay lên, kháp ở thần hy trên cổ trên mu bàn tay nhô ra gân xanh tỏ rõ sự phẫn nộ của hắn. Hắn biết, chỉ cần mình lần này niết xuống, dương thần hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam cung thước, ngươi vì sao bị phán tỷ tỷ, nàng yêu ngươi như vậy. Tỷ tỷ thật đáng thương. Nam cung thước hiểu rõ tay bỗng nhiên thu về. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đừng đi, hi hi cầu ngươi, biệt bỏ lại một mình ta, hi hi rất sợ. Mồ hôi sũng nước thần hi áo ngủ lại ướt đẫm ga giường nhiệt độ cơ thể vẫn cư cao không dưới mộ dung khải lời bỗng nhiên ở vang lên bên tai sẽ không thực sự như thế yếu đuối đi chỉ là xối cái mưa liền đốt thành như vậy nam cung thước nỉ non sờ sờ thần hy tráng hắn tức giận đứng lên đi vào phòng tắm cầm khăn mặt hòa chậu nước đi ra đến thước thần hy nỉ non hiểu hiểu thật yêu ngươi ngươi không thể như vậy với nàng Nam Cung thước tay run rẩy, Đem khăn mặt đặt ở thần hy trên trán. Bành trạch, đừng rời khỏi ta, ta yêu ngươi, thực sự yêu ngươi. Bành trạch. Nam Cung thước cao mày. Nữ nhân này rốt cuộc là thế nào, có thể gọi tên, đều bị nàng gọi lần. Bành trạch. Thần hy tan nát cõi lòng nỉ non, tóc mai bị nước mắt ướt nhẹp. Thái dương tóc cũng dán tại trên trán. Nam Cung thước nhìn thần hy, hồi tưởng, ở y viện trong phòng bệnh cảnh tượng cái kia thời gian trên mặt của nàng còn quấn vải xô vẫn không thể nhìn ra của nàng bộ dáng khi hắn và bành trạch cùng nhau bắt tay đưa đến trước mặt nàng đương nàng bắt tay đặt ở lòng bàn tay của hắn lý đương nàng ôm lấy hắn một khắc kia hắn cảm giác mình hảo may mắn cảm giác mình cơ hồ có toàn thế giới thế nhưng kết quả đâu đáng thương không phải bành trạch mà là hắn nam cung thước nhắm lại mắt Chảy xuống từ lúc chào đời tới nay để nhất tích nước mắt. Hiểu hiểu, ta yêu ngươi. Thật sâu ở màu bạc vòng cổ thượng ấn kế tiếp hôn, nhẹ nhàng đem vòng cổ dáng tại ngực, nam cung thước nói. Mưa cùng tứ dưới đất, phản phất là phát tiết trong lòng kiềm chế hòa bất mãn, cũng có như yên lặng trong phòng ngủ, hai các ôm tâm sự nhân. Canh một đến. Ha ha. diệp tử độc giả củ đô chạy đi nơi nào, nếu như các ngươi về nhất định phải nói cho Diệp Tử Nga. Sao sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 20 Thứ 19 Tiết nặng đốt hy vọng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thần Hy nhẹ nhàng động một cái. Khí lực toàn thân tự hồ cũng bị bớt thời giờ. Nhẹ nhàng đổi mặt nhìn nhìn, nàng xác định mình là ở trong phòng ngủ, nhẹ nhàng sờ sờ cái óc, đau quá nàng nhăn mũi chậm rãi bò dậy sao có thể như thế đau a à? chẳng lẽ là đụng tới chỗ nào sao thiếu phu nhân ngài tỉnh quản gia đẩy cửa đi tới phía sau của nàng theo tiểu trúc ân ừ. thần hy suy yếu gật gật đầu ngoài cửa sổ đã tối xuống chính mình đây là ngủ bao lâu thần hy xoa xoa huyệt thái dương thiếu phu nhân ăn ít cháo đi ngài đã mê man một ngày một đêm tiểu trúc đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt thần hy nga phải không thần hy hiểu hiểu có lẽ là ta lâu lắm không có hảo hảo mà ngủ một giấc đi ăn một chút gì đi sau đó uống thuốc ngươi bây giờ thân thể còn cùng suy yếu quản gia đem dược đặt ở bên giường thấp cửa hàng thần hy rất ngoan cầm lên cái thìa bởi vì nàng biết ở đây không có nhân chân chính quan tâm nàng ở đây nàng không chỗ nương tựa chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Thiếu phu nhân, ta giúp ngươi. Tiểu Trúc đi lên phía trước đến từng chút từng chút đem cháo thổi lạnh, quy cho thần Hy. Tiểu Trúc, cảm ơn ngươi. Thần Hy suy yếu cười. Thiếu phu nhân, ngài khách khí. Những thứ này đều là ta nên làm. Tiểu Trúc cười, ngươi ăn cơm trước, sau đó chúng ta còn muốn rửa sạch vết thương. Thiếu phu nhân, ngươi phải hiểu được quý trọng chính mình. Ta sẽ thần hy gật đầu mình cũng không hiểu được quý trọng lời của mình như vậy còn có ai hội quý trọng nàng đâu nhìn mu bàn chân thượng cơ hồ đã hoa nông vết thương thần hy hơi nhíu mày thiếu phu nhân sau này cũng không thể như vậy hấp ta hấp tấp liền chạy ra khỏi đi nếu như vết thương bị nhiễm khiến cho uống ván liền thảm thật sự có nghiêm trọng như vậy a à? thần hy trên cánh tay trong nháy mắt toát ra một tầng tiểu vướng mắt ân ừ cũng không là nhìn ra thần hy sợ hãi tiểu trúc khoa trương gật đầu tiểu trúc ngươi tại sao có thể hù dọa thiếu phu nhân quản gia nghiêm nghị quát ta tiểu trúc cúi đầu nàng chỉ là muốn nhượng thiếu phu nhân biết chuyện nghiêm trọng tính muốn hắn sau này hảo hảo chiếu cố chính mình không có kỳ ý tứ của hắn được rồi ngươi đi xuống trước đi quản gia ra lệnh thần hy an ủi liếc mắt nhìn tiểu trúc tiểu trúc nghịch ngợm le lưỡi, ra hiệu chính mình không quan hệ. Quản gia Thần Hy cúi đầu, đối với này nghiêm túc quản gia, nàng là sợ hãi, đến chính mình đáy lòng ý sợ hãi. Quản gia không có lên tiếng, mà là đi tới sờ sờ thần Hy tráng. Hoàng hảo đã hạ sốt. Quản gia Thần Hy ngẩng đầu, thước ở nơi nào? Theo chính mình tỉnh lại liền chưa từng thấy qua hắn, chẳng lẽ cho dù chính mình sinh bệnh, cũng không muốn lưu lại sao. Cho dù là làm dáng một chút cũng tốt. Thiếu gia đêm qua vẫn ở chiếu cố ngài, là buổi sáng ngươi hạ sốt sau hắn mới ly khai. Không đành lòng nhìn thần hy thất vọng bộ dáng quản gia nói. Hắn là sáng sớm hôm nay mới ly khai. Thần hy mừng không kể xiết. Kia, đã nói lên, trong lòng hắn vẫn có một điểm để ý có phải hay không. Quản gia tự nhiên thấp ngồi sổn xuống cho thần hy băng bó vết thương tình yêu không phải cùng sinh đều tới cần tỉ mỉ đi bồi dưỡng đi che chở thần hy cái hiểu cái không nhìn quản gia nếu quả thật yêu thiếu gia như vậy liền nỗ lực tỉnh tranh thủ tranh thủ thần hy nỉ non đúng vậy chính mình vì sao thì không thể đi tranh thủ đâu cho dù hắn hiện tại không thích kia mình cũng có thể nỗ lực làm cho nàng thích mình không phải là sao thần hy mừng không kể xiết Quảng gia cảm ơn ngươi. Thần Hy vui vẻ ở quảng gia trên gương mặt ấn kế tiếp hôn, sau đó bởi vì động tác quá lớn, đụng tới trên chân vết thương, đau đến trong mắt toát ra nước mắt lưng trồng. Quảng gia nhìn thần Hy nghịch ngợm bộ dáng, sờ sờ hai má, lộ ra một mặt không dễ phát hiện tiếu ý. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.